Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món vịt ram rừng. Về nguyên liệu ở đây mình chuẩn bị là khoảng 1,4 kg vịt. Vịt thì nó sẽ có hai loại, là các bạn thấy là thông thường là một con vịt hãng là nó sẽ là cái lông nó màu đen, và con vịt lông màu trắng. Thì thông thường thì vịt màu trắng thì người ta nuôi quy mô công nghiệp á, thì cái thịt nó sẽ không có rẻ bằng vịt hãng. Ở đây thì mình sử dụng cái loại vịt nó sẽ lai, hơi lai cái loại vịt hãng, nên nó sẽ thịt nó sẽ dẻ chắc hơn. Giống như là vịt trắng thông thường nó giống như là gà công nghiệp vậy đó các bạn, tại người ta nuôi theo quy mô công nghiệp. Đây mình sử dụng là 100g rừng mình đã gọt vỏ rồi, một muỗng canh vung, tỏi băm hoặc là tỏi giã nhuyễn. Thì để khử mùi tanh của vịt thì mình sẽ sử dụng là rượu gừng. Rượu gừng này mình đã ngâm được khoảng 2-3 tháng rồi các bạn. Mình ngâm mình để sử dụng, mình khử mùi tanh trong nấu ăn. Thì vịt này mình đã rửa sạch rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng cái rượu gừng này để mình khử mùi tanh của vịt. Nếu như không có rượu gừng á, thì các bạn có thể là thay thế bằng rượu trắng cộng chung với một ít gừng giã nhuyễn, rồi mình chà sát lên lớp da để khử bớt đi mùi tanh của vịt. Mình sẽ sử dụng khoảng một muỗng canh rượu gừng. Thì rượu gừng thì các bạn có thể là lên YouTube tham khảo, có rất là nhiều cách làm, rất là đơn giản các bạn. Mình ngâm rồi mình để về mình sử dụng trong nấu ăn. Mình lấy phần nước thôi, mình khỏi lấy cái phần cái của phần gừng. Rồi mình chà xát nữa, mình thêm một ít nữa. Rồi mình sẽ chà xát lên da. Mình chà cho nó đều hết nha các bạn. Sau khi chà đều xong rồi mình sẽ rửa sạch lại bằng nước lạnh. Mình chà sát lên rồi mình để yên trong khoảng 5 phút rồi mình rửa lại sạch bằng nước lạnh nha. Dịch sau khi mình đã chà sát với rượu gừng và mình đã rửa sạch rồi, bây giờ mình sẽ cắt ra nha các bạn. Mình sẽ cắt thành miếng nhỏ vừa vừa. Mình cắt miếng vừa vừa phải thôi các bạn. Vịt sau khi mình đã cắt xong rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu nêm gia vị vào. Nửa muỗng canh hạt nêm, một muỗng canh đường. Các bạn cho mình vào đây thêm 1/2 muỗng canh đường nữa. Nửa muỗng cà phê muối. Để tạo màu sắc đẹp cho vịt thì mình sẽ sử dụng là xì dầu để tạo màu nha các bạn. Các bạn có thể là tìm mua ở các tiệm tạp hóa đều được hết, đều có bán. Mình sử dụng là nửa muỗng canh xì dầu. Thì thông thường tạo màu thì mình ít khi nào sử dụng nước màu lắm các bạn. Mình sử dụng loại xì dầu này tại vì nước màu mà nếu như các bạn mà thắng không đúng cách thì nó sẽ tạo thành cái chất độc. Các bạn vô tình tạo thành cái chất độc bổ sung vào thức ăn cho mình rất là độc nha. Do đó là mình thường là sử dụng xì dầu. Tại thắng nước màu là nếu như ta thắng tới màu đen là chúng ta sẽ sinh ra những cái độc tố. Sử dụng cho mình một muỗng canh dầu hào. Bây giờ mình sẽ trộn đều lên và mình sẽ ướp trong khoảng ít nhất là 15 phút nha các bạn. Mình ướp cho gia vị nó thấm vào. Thịt vịt thì các bạn nên cắt to to, tại vì vịt khi mình nấu nó sẽ teo lại. Chứ mình cắt nhỏ quá, cái miếng vịt khi mình nấu một hồi nó rất là nhỏ, nó teo lại nữa. Rồi mình trộn đều, mình ướp trong khoảng 15 phút là được. Mình quên nữa, các bạn cho mình vào đây phân nửa phần tỏi nha, cho nó thơm. Còn phần nửa còn lại thì mình sẽ để mình phi. Trong lúc đợi ướp vịt thì mình sẽ xắt cái phần gừng này thành sợi. Mình xắt thành sợi như thế này.
Như vậy là được rồi đó các bạn. Vịt mình đã ướp xong rồi nè. Tiếp theo các bạn chuẩn bị cho mình một cái chảo. Mình sẽ cho một ít dầu ăn vào để mình phi tỏi. Thì gừng á, nếu như các bạn ăn cay ít thì các bạn cho ít gừng nha. Mình sử dụng hơi nhiều gừng. Mình sẽ đợi cho dầu nóng rồi mình sẽ cho tỏi vào. Dầu nóng rồi mình sẽ cho tỏi vào. Mình sẽ cho tỏi vào, mình phi cho nó vàng lên. Tỏi bắt đầu vàng rồi mình sẽ cho gừng vào. Mình sẽ đảo đều với lửa vừa trong khoảng 1 đến 2 phút để cho cái gừng của mình nó sẽ thơm lên. Sau 2 phút bây giờ mình sẽ cho thịt vịt vào. Lúc này thì mình sẽ mở lửa lớn lên. Bây giờ mình sẽ xào cho nó săn lại. Mình sẽ xào cho gia vị nó rút vào trong thịt, rồi hồi mình mới cho nước lọc vào để mình rim đó. Thì nếu như mà các bạn có nước dừa tươi thì sẽ nó càng tốt hơn, nó càng ngon hơn. Nhưng mà mình sử dụng nước lọc cũng được rồi, tại vì mình sử dụng cái phần xì dầu đó, nó cũng tạo màu đẹp rồi. Thì đó là mình không cần sử dụng nước dừa tươi. Nãy giờ mình đảo đều nó cũng khoảng được 5 phút rồi đó các bạn. Cái phần vịt này nó tự ra nước chứ mình chưa có thêm nước vào. Bây giờ mình sẽ cho nước lọc vào, đổ vào xăm sắc. Rồi mình rim từ từ với lửa vừa để cho thịt vịt của mình nó được mềm nha. Mình sẽ vẫn để lửa lớn cho nó mau sôi. Mình cho vào đây khoảng nửa lít nước đó các bạn. Cho nó xăm sắp như thế này là được. Khi nó sôi rồi mình sẽ hạ xuống lửa vừa. Rồi mình sẽ rim từ từ nha. Cho thịt vịt mềm. Trong quá trình mình kho, nếu như có bọt thì mình sẽ vớt cho nó sạch bọt nha. Thịt vịt của mình nãy giờ mình kho khoảng 40 phút rồi đó các bạn. Nó đã chín mềm rồi đó. Bây giờ mình sẽ tắt bếp nha. Khi nó gần cạn thì màu nó rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ tắt bếp nha. Như vậy của mình đã xong rồi đó. Các bạn có thể thấy là cái lớp mỡ nè. Cái phần mỡ này các bạn có thể là vớt bỏ nha. Thì thịt vịt thì chắc chắn là nó sẽ có nhiều mỡ như vậy được các bạn. Bây giờ mình sẽ múc ra dĩa nha các bạn. Phần mỡ thừa của vịt á, các bạn có thể là mình lấy ra nha. Đó các bạn nhìn thấy nè. Đó, rất là nhiều mỡ luôn. Vịt tuy là nhìn con vịt cái rưỡi nó rất là nặng các bạn, nhưng mà thực tế mỡ rất là nhiều. Mình múc ra bớt. Thịt vịt mình đã múc ra dĩa rồi nè các bạn. Ăn kèm thì mình sẽ ăn kèm chung với dưa leo.
cà chua và mình ăn cùng với cơm trắng thì rất là ngon. Bây giờ mình sẽ ăn thử một miếng nha. Rất là thơm các bạn, nhưng mà nó hơi khá nhiều mỡ. Thịt vịt của mình thì nó đã chín mềm rồi các bạn. Về gia vị thì rất là vừa ăn, rất là ngon, ăn với cơm trắng thì rất là tuyệt vời. Mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công với món này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nếu thích video các bạn nhớ like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký ủng hộ kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công.